công tác xây dựng thương hiệu sẽ tiếp tục đạt hiệu quả tốt. Chọn đáp án đúng không? Để tấm gương.
người dân là như thế nào. Và tiểu sử như thế nào? Cháu mà giữa học kỳ 1 của năm là tình hình xã hội về cấu tạo của thiết bị với bo mạch chính là chối cãi được cái độ nặng diện đeo hay ở trên hải giáo viên công nhân viên có mạch và thay đúng lời cũng đòn xin thằng thì học ra thì hải học vào khối chín hải luôn trước đi. Rồi, trong bây giờ là đứt. Hey, nhanh nứt. Mấy em nhảy lúc kia này. Cái chỗ mà không tàn thâu. Tâm hình anh tiếng anh chắc hay không cả. Thôi tiêu. Xong rồi. Xin chào các em, lao phổi, chúc các em học tốt, chăm ngoan. Hello everyone, bây giờ chúng ta sẽ bước sang goodbye, see you next time. Cô xin chào các em. Đang có hành động gì? Chúc các em. Xin chào tất cả các em. Ơi quê mẹ của ta ơi, cô chúc các em. Ngày thành lập đoàn thanh niên có nhiều cống hiến. Bài thanh niên làm đoàn. Em cô đã biết xem hết rồi. Như vậy. Rồi nhìn mấy ha. Mà không đa dạng thói quen đọc sách. Lớp thứ ba học sinh lớp 6. Ở thằng bé kìa. Đội tổ chức thành công của chiều hôm nay. Chúng ta được chăm sóc khi đau bệnh khó khăn.